Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 220. Ở cuối tập trước, sau khi trước khi xem những thiên thú thần thất sát quý giá, La Phong cũng đã mơ mơ hồ hồ biết được là trên vũ trụ tôn giả còn có một cấp độ khác cao hơn. Như Hư Kim Chi Chủ, thần thú, hỗn độn thành chủ cao cao tại thượng, hiển nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều. Đến cả Hylada cũng có thể trấn thủ cả một bộ tộc. Nguyên lai là như vậy, La Phong lẩm bẩm nói. Thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ. Tộc quần Kim Giác là một tộc quần trung cấp. Năm đó có Hylada đứng đầu nên không cần sự che chở của người khác. Còn Hylada năm đó cũng đã tu luyện tới tầng thứ 6 thú thần thất sát, chứng tỏ hắn có thể đạt tới mức vô địch dưới vũ trụ chi chủ, chính thức có thực lực bá chủ một phương rồi. Còn vũ trụ chi chủ, xem như tồn đại đỉnh cao nhất trong tộc quần đỉnh cao nhân loại. Căn cứ vào logic và tin tức cơ bản, trong lòng La Phong cũng rõ ích rồi hơn về địa vị của các cường giả trong vũ trụ rộng lớn. Sư phụ Chân Diễn Vương xem như tuyệt thế cường giả. Các vũ trụ tôn giả là một phương chư hầu. Vũ trụ chi chủ mới là bá chủ vũ trụ chính thức. Cho dù với cấp độ Hylada cũng coi như là bá chủ vũ trụ rồi. Lòng trong La Phong đầy kích động, sau đó tiếp tục lật xem bí pháp điển tịch dày cộp chân quý. Thiên đầu thú thần thất sát tổng cộng có 3 quyển. La Phong đầu tiên là ngấu nghiến xem qua một hơi, mặc dù có rất nhiều điểm không hiểu, nhưng cũng vỡ ra được rất nhiều. Quy luật dung hợp sao? La Phong khiếp sợ. Xem đầy đủ cả quyển có thể hiểu được rõ ràng nguyên lý của thú thần thất sát. Trong vũ trụ có 10 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, không gian, thời gian. Dựa theo miêu tả của Hylada trong bí điển, vũ trụ thời sơ khai khi mới sinh ra chỉ có 2 loại quy luật cường đại. Một loại chia thành 6 đại quy luật bản nguyên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và không gian. Loại còn lại phân chia tứ đại quy luật bản nguyên là phong, lôi điện, ánh sáng và thời gian. Từ đó thành 2 trường phái. Trong phái không gian, lấy không gian là quy luật thượng đẳng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là quy luật hạ đẳng. Phái thời gian, lấy thời gian làm quy luật thượng đẳng. Lôi điện, phong, ánh sáng là quy luật hạ đẳng. Hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật không gian, sẽ là không gian tôn giả. Hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật thời gian, là thời gian tôn giả. Còn đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ thời gian và không gian, chính thức khống chế thời không, có năng lực siêu đẳng có thể thay đổi thời không, sẽ là vũ trụ chi chủ. Vì vũ trụ có vô số tộc quần, vô số cường giả, chưa bao giờ có sinh mạng nào có thể dung hợp được 6 loại quy luật bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian thành một khối. Cũng chưa bao giờ có một sinh mạng nào dung hợp được tứ đại quy luật bản nguyên của phái thời gian gồm lôi điện, phong, ánh sáng, thời gian thành một khối. Hơn nữa khi chính thức thực hành, vô số tộc quần vũ trụ, vô số cường giả cũng đều biết. Chỉ cần dung hợp một trong 5 loại kim, không gian, hoặc là mộc, không gian, hoặc là thủy, không gian, hoặc là hỏa, không gian, hoặc thổ, không gian cũng đã khó như lên trời rồi. Chính thức có thể dung hợp thành công tuyệt đối sẽ trở thành một phương bá chủ trong vũ trụ. Kim, không gian, hai thứ dung hợp, hình thành quy luật dung hợp, một khi đạt tới mức hoàn mỹ, là sánh ngang được với vũ trụ chi chủ. Hylada sáng chế ra thú thần thất sát cũng rất quái lạ. Tầng thứ nhất là dung hợp một bộ phận của quy luật không gian và một bộ phận của quy luật kim. Tầng thứ hai tới tầng thứ sáu là dung hợp từ cả quy luật không gian và cả quy luật kim, hình thành nên quy luật dung hợp. Hylada năm đó đã đạt tới mức này. Hắn có thể nói là vô địch dưới vũ trụ chi chủ. Nhưng Hylada cũng biết, khi vũ trụ sinh ra có thể thay nghén ra một sinh mạng cường đại là thần thú, có thực lực địch nổi cả vũ trụ chi chủ. Còn thần thú đó là hóa thân của quy luật dung hợp kim, không gian. Một chiêu một thức đều tự nhiên ẩn chứa quy luật dung hợp, thậm chí pho tượng bản tôn thần thú cũng ẩn chứa quy luật dung hợp. Do đó hắn tin chắc, quy luật dung hợp kim không hẳn là có thể địch nổi vũ trụ chi chủ. Hắn tự mình sáng chế ra bí pháp thú thần thất sát, vẫn còn có một tầng thứ 7 nữa. Tầng thứ 7 hẳn là có thể hóa thân thành thần thú chính thức. Như một thần thú sống lại, địch nổi được cả vũ trụ chi chủ. Đương nhiên về tầng thứ 7 thì cũng vẻn vẹn chỉ là một vài suy lý tưởng tượng của Hylada thôi, vẫn chưa hoàn thiện. Do đó cả thú thần thất sát, mặc dù cũng có tên, nhưng trên thực tế chính thức có thể tu luyện cũng chỉ là 6 tầng đâu thôi. Hiểu được quy luật không gian, trở thành một phương tôn giả, đã vô cùng khó khăn rồi. Nhiều thiên tài tuyệt thế khó mà có cơ hội trở thành một phương tôn giả, La Phong thầm cảm thán. Còn như Hylada nói, dung hợp quy luật không gian và quy luật kim thành công còn khó gấp ngàn vạn lần việc chỉ cần hiểu được quy luật không gian. Con đường này rất khó đi. Nhưng ít nhất La Phong đã có một con đường rất chuẩn xác rõ ràng để theo. Đạo thần thú sao? Ta có thú thần thất sát do Hylada tiền bối sáng chế dẫn đường, còn có pho tượng thần thú tham khảo. Trong đầu La Phong lóe ra một ý nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội đưa ý thức chui vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, trên thảo nguyên rộng lớn. La Phong mặc hắc y, một tay nâng tấm ảnh pho tượng thần thú.
Kim giác cự thăm Âu đen liên miên như một sơn mạch thì nằm bò xuống, hai mắt như hồ nước lớn cũng nhìn chằm chằm vào pho tượng thần thú nho nhỏ. Pho tượng thần thú nhỏ này là thứ năm đó La Phong cơ duyên xảo hợp tìm thấy trong huyết lạc thế giới. Nói về uy áp thì nó không bằng pho tượng thần thú khổng lồ ở thần thú hợp cốc của tộc quần Kim giác. Nhưng mức nội liễm thì nó giống như thần thú thật hơn nhiều. Kim giác cự thú đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm đầy vui sướng, hưng phấn. Ta biết rồi, ta biết rồi. La Phong mặc hắc y mắt lóe sáng, kích động nói. Ta rốt cục cũng biết pho tượng thần thú tại sao luôn có một luồng ý cảnh đặc thù, uy áp đặc thù. Vì pho tượng thần thú, bản thân nó ẩn chứa quy luật dung hợp. Nhất cử nhất động của thần thú thật đều ẩn chứa quy luật dung hợp. Bản tôn thần thú chính là hóa thân của quy luật dung hợp. Còn pho tượng thần thú chính là pho tượng ở nơi thần thú sinh sống năm đó, huyết lạc thế giới, cũng không biết chế tạo ra như thế nào. Nhưng nó giống y như một thần thú thật. Thần thú thật là hóa thân của quy luật dung hợp. Pho tượng thần thú cho dù không phải là hóa thân của quy luật dung hợp, ít nhất cũng ẩn chứa quy luật dung hợp. Chẳng trách chỉ cần truy tìm luồng ý cảnh, không ngừng mô phỏng điêu khắc, nắm giữ một chút ý cảnh thần thú mà đã có uy lực như vậy rồi. Nguyên lai mình lần lượt quan khán quy luật dung hợp, lần lượt mô phỏng. Ta có pho tượng thần thú, bản thân pho tượng đã ẩn chứa quy luật dung hợp. Ta lại có thú thần thất sát, bí pháp chân quý đến cực hạn của Kim giác tộc. Trong mắt La Phong mặc hắc y có vẻ điên cuồng. Mặc dù con đường quy luật dung hợp khó hơn việc trở thành vũ trụ tôn giả ngàn vạn lần, nhưng có hai thứ này phụ trợ, ta nhất định có thể có thành tựu lớn. Pho tượng thần thú và thú thần thất sát thuộc loại kỳ ngộ. Chỉ có kỳ ngộ không là chưa đủ, còn cần có thiên phú, cố gắng, vận khí và những thứ khác. Dù sao muốn đứng trên đỉnh vũ trụ là một việc quá khó. Pho tượng thần thú mặc dù đặc thù, nhưng cũng rất nội liễm. Các thần linh bất hủ ở huyết lạc thế giới căn bản không lĩnh ngộ ra. Còn kim giác cự thú một là con cưng của quy luật bản nguyên kim, hai là trên thực tế kim giác cự thú cũng ẩn chứa thiên phú không gian. Tỷ như bí pháp thiên phú trời sinh của nó bao gồm thôn phệ, cũng thuộc loại bí pháp không gian. Hơn nữa kim giác cự thú mạnh nhất chính là huyết thống kim, không. Thần thú chính là hóa thân của kim, không. Hai con có liên lạc đặc thù, nếu không kim giác cự thú khi dung hợp huyết lạc tinh cũng không đến mức dễ dàng như vậy. Những sinh mạng khác khi dung hợp là rất khó. Kim giác cự thú dung hợp 100 viên, một phần vì bị hạn chế về ý chí, nếu không có thể dung hợp nhiều hơn nữa. Bởi vậy có thể thấy được, kim giác cự thú và thần thú thật ra là có liên quan sâu xa, nên mới có thể thoáng cảm giác được quy luật dung hợp nội liễm ẩn chứa trong pho tượng thần thú. Giả thiết không phải kim giác cự thú, muốn xem mà biết được đặc thù của pho tượng thần thú, cũng phải tu luyện tới quy luật dung hợp tới trình độ cực cao. Nếu không đối mặt với quy luật dung hợp đã hoàn toàn nội liễm đầy đủ, căn bản sẽ nhìn không ra được. Hỗn độn thành, phủ đệ chân diễn vương. Sư phụ. La Phong cảm kích khom người. Ngồi đi. Chân diễn vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ. La Phong cũng khoanh chân ngồi một bên. Xem xong bí pháp điển tịch rồi à? Chân diễn vương cười nói. La Phong gật đầu. Như thế nào? Rất thích hợp với ngươi chứ? Trong mắt chân diễn vương cũng có vẻ chờ mong. Trước khi tu luyện, không ai biết có thích hợp không. Nhưng ánh mắt chân diễn vương rất độc đáo, bình thường khi quan khán La Phong diễn luyện hoặc tu luyện cũng phát hiện ra La Phong có thiên phú như vậy, do đó nên mới mua bí pháp điển tịch này. Nếu mua hết các thiên, chân diễn vương dù táng ra bại sản cũng không đủ 1/10, mua thiên đầu thì tương đối dễ dàng hơn. Rất thích hợp. La Phong liền nói. Thích hợp là tốt rồi, ha ha, nếu không thích hợp sư phụ sẽ đau lòng làm đó. Chân diễn vương cười ha ha nói. Nhưng lúc trước kế hoạch có ta ở lại hỗn độn thành mấy trăm năm. Còn tu luyện quy luật dung hợp khó khăn hiển nhiên khó hơn nhiều, ta có thể phải ở lại đây mấy ngàn năm. La Phong nói. Lúc trước từng tạm biệt người nhà, nói phải xa nhà trên ngàn năm, nhưng đó là thời gian vũ trụ nguyên thủy. Mức thời gian ở vũ trụ nguyên thủy và vũ trụ sơ khai khác nhiều. Vũ trụ nguyên thủy qua 4 năm, thì vũ trụ sơ khai hỗn độn thành mới trôi qua trên 1 năm. Do đó trước kia, hắn tính cũng đi hỗn độn thành mấy trăm năm. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là không đủ. Không vội, căn bản phải xây cho bền chắc. Chân diễn vương nói. La Phong gật đầu, trong lòng lại tràn ngập tin tưởng. Mình là tràn ngập tự tin để đi con đường đạo thần thú, đi tới đỉnh phong. À, được rồi. Chân diễn vương vội nói. La Phong, vi sư biết thực lực ngươi rất mạnh, vượt xa những gì ngươi triển lộ với công ty vũ trụ giả định. La Phong cười ha ha. Mình thường xuyên thỉnh giáo sư phụ. Trước mặt sư phụ tự nhiên là bộc lộ rồi. Ngươi không cần phải che giấu thực lực, phải triển lộ ra thực lực của mình. Chân diễn vương trịnh trọng nói. Biểu hiện ra thiên phú nghịch thiên, vậy công ty vũ trụ giả định sẽ trọng thị ngươi hơn nữa. Hơn nữa mỗi một giới chủ nguyên thủy bí cảnh đều sẽ được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Càng cường đại, càng tìm được nhiều tài nguyên hơn. Giả thiết ngươi biểu hiện rất nghịch thiên, khi đột phá tới giới chủ,
sẽ được tặng vô số tài nguyên. Thực lực kém, được ít tài nguyên. Thực lực mạnh, được nhiều tài nguyên. Hả? La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, mình bây giờ đã ở Hỗn Độn Thành, cũng không cần phải tiếp tục hạ thấp bản thân nữa rồi. La Phong dốc lòng nghiêm túc nghiên cứu quyển sách đầu tiên của Thú Thần Thất Sát. Tầng thứ nhất là dung hợp một bộ phận quy luật không gian và một bộ phận quy luật kim. Quy luật kim thì La Phong đã được thừa nhận của quy luật bản nguyên, đã tiếp cận với việc hiểu được toàn bộ cả quy luật kim rồi. Về phương diện quy luật kim, La Phong đã đủ để thỏa mãn yêu cầu tu luyện tầng thứ 5 Thú Thần Thất Sát rồi. Về phương diện quy luật không gian, tầng thứ nhất Thú Thần Thất Sát yêu cầu là bức đồ họa đấu trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Hilada năm đó cũng cảm ngộ bình thường, cũng không được như ta, đã hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian. La Phong thầm nghĩ, nhưng dựa theo những gì mà Hilada tiền bối ghi trong sách, nếu hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cùng với bản chất quy luật kim, vậy sau khi luyện thành tầng thứ nhất sẽ có uy lực lớn hơn nữa. Trước hết hiểu được 108 loại bản chất quy luật không gian cái đã, La Phong thầm nghĩ. Hiểu được bản chất quy luật là vô cùng gian nan. Như La Phong có phân thân ma sát tộc, rồi phân thân kim giác cự thú, lại là cấp giới chủ, tốc độ tu luyện hẳn phải siêu nhanh. Tu luyện ở tộc quần kim giác trên 180 năm, mà cấp giới chủ tu luyện 180 năm bằng với cấp vực chủ tu luyện mấy vạn năm. Mấy vạn năm khổ tu. Với thiên phú La Phong, giả thiết không nghiên cứu bản chất không gian, mà làm như người tu luyện bình thường, đi cảm ngộ Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, e rằng đến cả bức đồ họa thứ tư cũng đã lĩnh ngộ xong. Năm đó, luyện lạc ở cấp giới chủ phải mất 3.000 năm mới hiểu được 108 loại bản chất. Trước khi hiểu được bản chất, ta không thể nghiên cứu bức đồ họa thứ tư, bức đồ họa thứ năm được, nếu không sẽ sinh ra mất tập trung. La Phong hít sâu một hơi. Lựa chọn con đường này nhất định là con đường khó khăn. Hơn nữa mình còn lựa chọn đi theo con đường khó khăn hơn cả việc cảm ngộ bản chất quy luật con đường dung hợp quy luật. Đi thôi. Trong mắt La Phong có vẻ chờ mong. Sau đó La Phong liền bắt đầu những năm tháng tu luyện gian khổ ở Hỗn Độn Thành. Mỗi ngày ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên sân thượng căn nhà tu luyện, chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời, quan khán quy luật vận chuyển vũ trụ bên ngoài. Còn kim giác cự thú thì không ngừng điêu khắc pho tượng thần thú khổng lồ, hơn nữa cảm ngộ chút ý cảnh thần thú trong pho tượng thần thú loại nhỏ. Phân thân ma sát tộc cũng tập trung nghiên cứu quy luật không gian. Ba thứ kết hợp, lại được pho tượng thần thú phụ trợ, rồi quan khán quy luật vận chuyển trong vũ trụ sơ khai. Thỉnh thoảng còn có thể đi thẳng tới thành chủ phủ tự mình quan sát bia hỗn độn. Hơn nữa La Phong còn có thể tùy ý đi tới chỗ một vài bất hủ cấp phong vương nghe giảng bài. Tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần ở nguyên vũ trụ. Thời gian trôi qua, nghe sư phụ dạy bảo, nghe các bất hủ cấp phong vương khác giảng bài, vẽ pho tượng thần thú, dốc lòng tu luyện. La Phong giống như một cỗ máy tinh xảo không ngừng vững bước di chuyển, cũng như một sa mạc khô cằn điên cuồng hút nước, hút dinh dưỡng. Đảo mắt đã qua gần 90 năm. Hỗn Độn Thành, một phủ đệ cổ xưa sừng sững đang tụ tập hơn 1.000 người tu luyện khoanh chân ngồi trên mặt đất, nghe một lão giả trên mặt phủ lân giáp xanh lá xa xa lá giảng bài. Nguyên lai là như vậy. Hay quá. La Phong khoanh chân ngồi trong đám người nghe giảng, không khỏi lộ ra nụ cười, trong lòng có những điểm hơi nghi hoặc đã được sáng tỏ thông suốt. Lão giả đang giảng bài là một cường giả mà La Phong trong gần 90 năm qua thường xuyên tới nghe giảng ở Hỗn Độn Thành. Cường giả này tên là Duyên Long Vương, rất có thanh danh ở Hỗn Độn Thành. Tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao chính thức ở bất hủ cấp phong vương, nói về thực lực thì rất gần với Chân Diễn Vương. Khi một vài nhân vật đỉnh cao bất hủ cấp phong vương như Chân Diễn Vương, Duyên Long Vương giảng bài, đều hấp dẫn rất nhiều người tới nghe giảng. Duyên Long Vương là phe công ty vũ trụ giả định, lại rất tinh thông quy luật không gian, quy luật kim. Do đó hắn giảng bài rất phù hợp với La Phong, tự nhiên La Phong thường xuyên tới nghe giảng. Hôm nay, dừng ở đây. Lão giả lân giáp màu xanh lá cười khẽ nói, chòm râu dài khẽ phiêu động, rồi lập tức đứng dậy. Cảm ơn sư phụ. Phía dưới hơn 1.000 người tu luyện nghe giảng bài, hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ, những người khác cũng đều là các nhân vật thiên tài, ai nấy cung kính khom mình hành lễ tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Dù sao các cường giả cũng không xuyên giảng bài. Mình đã có thể được nghe giảng bài, đương nhiên phải cảm kích. Duyên Long Vương mỉm cười dẫn đám thân truyền đệ tử dưới trướng hắn ly khai. Còn quảng trường vốn có hơn 1.000 người tu luyện cũng bắt đầu top 5 top 3 rời đi. Thác tạp, người đó nhất định là La Phong rồi. Mặc dù ta đang ở vũ trường cự phủ, nhưng cũng nghe qua tên của hắn. Là một nhân vật rất thiên tài. À, được rồi, hắn hẳn là vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Ngươi cũng là vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh, ngươi làm quen với hắn đi, rồi giới thiệu cho ta với. Hai nam tử đứng xa xa đang trò chuyện. Hai nam tử này, một người hơi mập mạp, trên trán còn có ba xúc tu mềm mại, da ửng đỏ, mỉm cười nhìn về phía La Phong. Con người kia là một nam tử rắn chắc, rất lạnh lùng, mặc chiến khải màu đen. Hắn đúng là vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bây giờ thành viên vực chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh ở công ty vũ trụ giả định ta tổng cộng có vài người. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói. Hắn từ cấp vũ trụ vừa mới lên tới,
chưa từng tham gia tư cách chiến lần nào, do đó ta cũng không quen với hắn. À, thật đáng tiếc. Nam tử hơi mập mạp lắc đầu. Có cái gì mà đáng tiếc? Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói. Đệ tử Phổ La, chẳng lẽ ngươi còn để ý tới La Phong à? Thiên tài khó gặp mà. Nam tử hơi mập mạp nói. Hắn vừa mới lên thôi, chưa từng tham gia tư cách chiến cấp vực chủ bao giờ. Còn 18 năm nữa là tư cách chiến cấp vực chủ rồi. Thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh trình độ đều rất thấp, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Còn thành viên cấp vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh thấp nhất cũng vượt qua tầng thứ 10. Nam tử cơ bắp lạnh lùng nói. La Phong nhất định sẽ bị đào thải xuống thái sơ bí cảnh. Người mới mà, tạm thời bị đào thải cũng rất bình thường. Nam tử hơi mập mạp nói. Vậy chờ hắn có đủ thực lực, hãy nói lại. Nam tử cơ bắp đưa mắt nhìn La Phong, khẽ cười lạnh. Sư phụ ta còn nói La Phong thiên phú rất cao, tương lai sẽ cướp được một suất giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Ta không tin, lúc đầu thiên tài nhiều lắm, sau đó nhanh chóng rơi rớt. Đúng vậy. Nam tử hơi mập mạp gật đầu. Huống chi có 10 người cũ cấp vực chủ ở nguyên thủy bí cảnh. Mặc dù bề ngoài thì chỉ có một người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Nhưng những tên gia hỏa đó người nào mà không phải vô cùng giảo hoạt, cho dù có thực lực xông lên tầng thứ 11 cũng sẽ cố ý giấu giếm. Đến khi tư cách chiến đánh cho những người khác trở tay không kịp. Nam tử cơ bắp nhẹ giọng nói. Ta dám khẳng định trong 10 người cũ, tối thiểu có 3 người có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Những người khác cũng đều là sớm đạt tới thông thiên kiều tầng thứ 10 lâu rồi, nhưng ai cũng đều có bí pháp đặc thù. Nam tử hơi mập mạp gật đầu. Tư cách chiến 18 năm sau, 10 người cũ và tên người mới La Phong này. Ngươi xem, hắn sẽ thất bại thảm như thế nào? Nam tử cơ bắp tự tin nói. Nam tử hơi mập mạp cười cười. Xa xa, La Phong đang đám người đi ra ngoài chờ giật giật đôi tai, cũng nghe rõ ràng câu chuyện. Hiển nhiên Thác Tạp căn bản cũng không muốn che giấu. Đám gia hỏa này, chúng không biết ta căn bản không xem chúng là đối thủ. La Phong thầm nhủ. Thác Tạp, một trong 10 người cũ cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh, thực lực cũng rất mạnh. Kỳ thật nhiều năm qua, La Phong cũng phát hiện, 10 người cũ cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh xem ra cũng có mâu thuẫn nhất định với mình. Vì mình quật khởi quá nhanh, dẫn đến việc công ty vũ trụ giả định có rất nhiều đại nhân vật nhận định La Phong là thiên tài tuyệt thế trên vạn kỷ nguyên. Nhận định La Phong tương lai nhất định sẽ chiếm được một suất cấp giới chủ nguyên thủy bí cảnh. Tứ đại bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh là tôn quý nhất. Cấp vũ trụ, cấp vực chủ, giới chủ. Hiển nhiên tranh đoạt trong giới chủ nguyên thủy bí cảnh là thảm liệt nhất, liên quan tới việc phân phối vô số tài nguyên. Vì các đại nhân vật ấy tán dương La Phong, đương nhiên dẫn đến việc 10 thiên tài tuyệt thế cũ trong lòng thầm bực mình. Dù sao họ ai nấy cũng đều muốn tương lai trở thành giới chủ ở nguyên thủy bí cảnh. Xem thường ta, trong lòng La Phong lắc đầu, nghĩ thầm. Tư cách chiến 18 năm sau, đến lúc đó cho chúng biết mùi. La Phong. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Ngươi mặc dù bề ngoài là cấp vực chủ, trên thực tế lại là cấp giới chủ rồi. Hiệu suất tu luyện một ngày bằng họ một năm. Tu luyện tới bây giờ, cộng với tam đại phân thân, còn có pho tượng thần thú, ngươi mạnh hơn chúng cường nhiều lắm. So với chúng quả thực là khinh người mà. Khinh người? La Phong cười. Đúng là khinh người. Ở hỗn độn thành gần 90 năm, trong số 108 loại bản chất quy luật, La Phong đã hiểu được 102 loại. Nói về hiệu suất, gấp 30 lần luyện lạc. Chủ yếu là do La Phong có tam đại phân thân, mỗi cái đều nghịch thiên, lại có pho tượng thần thú rất nghịch thiên, tự nhiên hiệu suất cao hơn nhiều. Hy vọng có thể trước khi tới tư cách chiến có thể hiểu được đầy đủ 108 loại bản chất không gian. La Phong thẩm nghĩ. Một khi hiểu được 108 loại bản chất, vậy thì phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng đủ để vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 12. Năm đó luyện lạc nói. Hơn nữa bản thân La Phong cũng đã phát hiện, mình bây giờ cho dù không dựa vào chấn phúc niệm lực kinh người, kỳ thật cũng hẳn có năng lực vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 11. Đi tới thành chủ phủ. La Phong quay đầu về phía thành chủ phủ. Đi thành chủ phủ để làm chi? Ba ba tháp hỏi. Tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia đó. La Phong cười nói. Nhưng ngươi đã tiêu hao hết toàn bộ số lần rồi. Ba ba tháp liền nói. Đi tới hỗn độn thành gần 90 năm, La Phong chưa từng xông lên thông thiên kiều lần nào. Do đó với vốn liếng hai lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia còn lại, vào 30 năm trước La Phong đã dùng hết mất rồi. Rất đơn giản, lại xông lên thông thiên kiều nữa thôi. La Phong cười nói. Ta từ đây đi đến chỗ thành chủ phủ, thì ta cũng xông xong thông thiên kiều tầng thứ 12 rồi còn gì. Lúc này, La Phong phân ra một chú ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vị diện thông thiên kiều. Hòn đảo trung tâm mỹ lệ, giám thủ giả ba phân vẫn như vô số năm qua, lặng lẽ chờ đợi ở đây. Đột nhiên một nhân ảnh chợt xuất hiện ở đảo trung ương, đó là một thanh niên tóc đen ngắn. A, La Phong. Giám thủ giả ba phân,
mặc trường bào màu đỏ rực nở nụ cười đi qua. Giám thủ giả đại nhân, thay đổi áo bào rồi à? La Phong mỉm cười. Ha ha, cũng không thể mãi không đổi được. Giám thủ giả ba phân mỉm cười. Đã lâu không thấy ngươi rồi, từ khi ngươi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, vẫn luôn không tới đây. Quay đi quay lại cũng đã mấy trăm năm rồi. Ta biết ngươi không xông thì thôi, một khi xông lên sẽ rất kinh người. Lần này chuẩn bị kinh người ra sao đây? Vượt qua tầng thứ 9? Hay vượt qua cửa khẩu tầng thứ 10? Bây giờ thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ có rất nhiều người đã vượt qua tầng thứ 10. La Phong tu luyện ngắn ngủn mấy trăm năm. Giám thủ giả ba phân cũng đã biết La Phong. Hắn cũng không thể nghĩ rằng La Phong có thể nghịch thiên kiểu đó được. La Phong mỉm cười. Sẽ làm ngươi bất ngờ đó. Hả? Giám thủ giả ba phân kinh ngạc. Ta đây xin được chờ xem. La Phong cười, rồi hóa thành lưu quang bay về phía Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. La Phong đứng trước Cửu Vũ Thông Thiên Kiều, liếc nhìn mặt cầu không ngừng kéo dài nhìn không tới cuối, mỉm cười. Lão bằng hữu, đã lâu rồi không tới đây chơi. Đã tới phải làm cho kinh thiên động địa một phen. Hôm nay ta liều một phen, triển lộ hết thực lực thôi. Trong nháy mắt hóa thành một lưu quang kim sắc lướt trên mặt cầu biến mất đằng xa, bắt đầu xông lên Thông Thiên Kiều. Khi La Phong bắt đầu xông lên Thông Thiên Kiều thì giám thủ giả ba phân lập tức bắt đầu rất nhiều tin nhắn. Được xem là thiên tài tuyệt thế trong trên vạn kỷ nguyên, quả là có rất nhiều người trọng thị La Phong. Giám thủ giả ba phân thầm nghĩ, họ đều ra lệnh, một khi La Phong xông lên Thông Thiên Kiều phải thông báo cho họ. Trong nháy mắt, vài chục tin nhắn lập tức được phát ra. Trong những thành viên cùng đợt thiên tài chiến với La Phong năm đó, xuất hiện ra ban goi cực kỳ xuất sắc. Một là Bá Lan, thứ hai là Nhung Quân, người còn lại là La Phong. Bá Lan và La Phong đều được nhận định là một thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới có. Còn Nhung Quân, một vài lãnh đạo càng của công ty vũ trụ giả định đã xem Nhung Quân là chí bảo, tranh cướp thu hắn làm đồ đệ. Nhưng ít nhất bây giờ, trong ba đại thiên tài tuyệt thế, La Phong đã vượt lên đầu. Lung Ngọc Vương vươn một ngón tay trong suốt, nhẹ nhẹ click vào hư không, sinh ra một màn hình, trên màn hình xuất hiện tin nhắn. La Phong xông lên Thông Thiên Kiều rồi à? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lung Ngọc Vương lộ ra nụ cười kỳ dị, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa này vẫn luôn luôn làm người ta hết hồn. Những người cùng đợt thiên tài chiến với hắn thường xuyên xông lên Thông Thiên Kiều, đặc biệt là Bá Lan, đã vượt qua tầng thứ 8 rồi. Không biết hắn lần này có thể xông được bao nhiêu tầng? Tầng thứ 9, hay, khó tin hơn là tầng thứ 10. Lung Ngọc Vương mỉm cười, rồi lập tức chạy tới vị diện Thông Thiên Kiều. Chân Diễn Vương, Lung Ngọc Vương, Thiết Nam Vương, Bắc Thương Hầu, tổng cộng 86 thần linh bất hủ, hơn phân nửa là cấp Phong Vương, còn lại là cấp Phong Hầu. 86 người này gần như cùng lúc đều tới không gian vị diện Thông Thiên Kiều. Trên hòn đảo vị diện Thông Thiên Kiều, đám thần linh bất hủ cường đại Chân Diễn Vương đang tụ tập. Ha ha, nhiều người như vậy à? Chân Diễn Vương cười đùa với những người chung quanh. Chân Diễn Vương, ai bảo ngươi dạy ra một đệ tử ưu tú như vậy? Một cự hán trên mặt đầy râu ria, trong mắt vàng, cười nói. Tôn giả lệnh cho ta chú ý tới tiểu gia hỏa này, ta cũng không dám lười biếng chút nào. Một khi biết La Phong muốn xông lên Thông Thiên Kiều, ta lập tức phải tới quan khán truyền hình trực tiếp chứ. Ờ há, ta cũng phụng lệnh tôn giả. Đám Phong Vương cùng với một vài Phong Hầu đều cười. Không khí thật ra rất vui. Chân Diễn Vương cười quay đầu nhìn về phía Lung Ngọc Vương bên cạnh, nói trộm. Lung Ngọc, ngươi nên nói tin tức này cho Cửu Kiếm Tôn giả. Biết bao nhiêu đại lão đang nhìn chằm chằm vào La Phong như vậy, Cửu Kiếm Tôn giả chắc phải có áp lực chứ. Đừng chờ đến khi đệ tử ta có thành tựu lớn, ngược lại đã bị các đại lão khác móc đi mất đó. Tôn giả nào cũng vậy, không ai được cướp đi. Lung Ngọc Vương đảo đôi mắt trong veo nhìn đám thần linh bất hủ chung quanh, làm đám thần linh bất hủ chung quanh đều cười ha ha. Các vũ trụ tôn giả trong công ty vũ trụ giả định cũng cạnh tranh nhau. Ai cũng muốn nhiều cường giả hơn, nhiều nhân mã hơn. Hơn nữa có người có nhiều thần linh bất hủ cấp Phong Vương đỉnh cao hơn. Có lẽ trong số những bất hủ cấp Phong Vương đỉnh cao sẽ có một vài người đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Các vũ trụ tôn giả lôi bè kết cánh, hình thành ra rất nhiều phe phái. Còn rất nhiều việc mà các vũ trụ tôn giả không thể ra tay, vậy có nhiều thủ hạ mãnh tướng hay không là việc rất trọng yếu. Bình thường, rất khó móc nối với bất hủ cấp Phong Vương, nhưng La Phong tương lai khi nào thì có thể đạt tới trình độ như sư phụ hắn Chân Diễn Vương, thì có thể tự lập nhất mạch cho mình. Một nữ tử đuôi rắn, đeo sa đen cười nói. Cửu Kiếm Tôn giả cũng không có cách nào ngăn. Đến lúc đó nhiều tôn giả, quốc chủ sẽ thi triển các thủ đoạn hấp dẫn La Phong, cũng khó nói La Phong tương lai sẽ đến cậy nhờ ai. Ngươi quả thật xem trọng La Phong quá. Lung Ngọc Vương liếc mắt nhìn. Ít nhất, việc này không cấm. Nữ tử đeo sa đen cười khẽ nói. Chư vị nói xem, lần này La Phong có thể vượt qua tầng thứ mấy đây? Đến tầng thứ 8 đi. Bá Lan cùng đợt thiên tài chiến đã vượt qua tầng thứ 8 rồi. Ta thấy, e rằng phải là tầng thứ 9. La Phong vẫn quen làm cho người ta phải giật mình.
theo ta thấy phòng trừng cũng là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là hết cỡ rồi, 3 tầng là một cửa khẩu, không thể tới tầng thứ 10 đâu. Tầng thứ 9? Không biết chừng là tầng thứ 10, đến lúc đó mắt mọi người không phải sẽ lòi cả ra sao? Chân Diễn Vương, ngươi nói xem. Một đám phong vương, phong hầu đều đã những đại biểu cho các vũ trụ tôn giả. Cho dù đám phong hầu ấy có lẽ thực lực kém, nhưng đã có thể được giao việc này, hiển nhiên cũng thuộc loại tâm phúc, do đó mọi người đều bàn tán rất thoải mái. Tựa hồ tuyệt đại đa số người nhận định hắn sẽ tới tầng thứ 9. Chân Diễn Vương cười mà như không, ánh mắt nhìn chung quanh chúng nhân. Mọi người xem là được. À, chiến đấu bắt đầu rồi. Lập tức, 86 vị thần linh bất hủ đều quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình La Phong vừa mới bay đến cuối tầng thứ 8 Thông Thiên Kiều, giao thủ với đối thủ áo lam do sao băng hóa thành một phen. Chiến đấu chỉ trong khoảnh khắc, rồi chấm dứt. Vượt qua tầng thứ 8. Đánh bại đối thủ tầng thứ 8 cũng không phải quá đơn giản, phòng trừng tới tầng thứ 9 là hết. 86 thần linh bất hủ quan khán màn hình, còn những lời bình luận chẳng mấy chốc đã yên tĩnh. Đối thủ tầng thứ 9 vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm, nhưng đã đạt tới trình độ đại thành. La Phong cũng sử dụng thế giới kiếm đối chiến vài chục với đối thủ hiệp, cẩn thận cảm thụ thủ đoạn công kích của đối phương, sau đó mới đánh bại đối thủ. Tầng thứ 9, thông qua. Tầng thứ 10, đối thủ là một hoàng y nhân, thi triển ra diễn thần binh tầng thứ 7 Nhất Côn Oanh Thiên Địa. Nhất Côn Oanh Thiên Địa này kỳ thật thuộc loại cao cấp hơn thế giới kiếm đại thành. La Phong cũng đánh vài chục hiệp với đối thủ, sau đó mới phát lực mạnh mẽ giết chết đối thủ. Tầng thứ 10, thông qua. Tầng thứ 11, đối thủ hoàng y nhân thi triển diễn thần binh tầng thứ 8 Kim Kiếm Trảm Hư Không. La Phong vẫn luận bàn vài chục hiệp, sau đó đánh chết đối phương. Tầng thứ 11, thông qua. Trên hòn đảo vị diện Thông Thiên Kiều, một đoàn thần linh bất hủ tụ tập ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Cả đám khiếp sợ dán mắt vào màn hình, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Có thể sao? Ngắn ngủn mấy trăm năm thôi, lúc trước có thực lực là vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, bây giờ đột nhiên tăng mạnh lên tới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 11. Hơn nữa tất cả các thần linh bất hủ đều nhìn ra, La Phong rõ ràng là nới tay. Mỗi một trận đều chỉ luận bàn vài chục hiệp rồi giết chết đối thủ. Hiển nhiên đến cả đối thủ tầng thứ 11 cũng không hề tạo cho La Phong một áp lực quá lớn. Trời! Sao có thể như vậy? Tốc độ tiến bộ sao mà nhanh thế? Đừng nói hắn là cấp vực chủ, cho dù hắn là cấp giới chủ, ngắn ngủn mấy trăm năm cũng không thể liên tục tăng lên nhiều như vậy. Đáng sợ! Thật là đáng sợ! Đám phong vương, phong hầu này ai nấy đều sững sờ. Tốc độ tiến bộ của La Phong đã vượt qua phạm chủ thiên tài tuyệt thế, thậm chí còn vượt qua cả yêu nghiệt. Định nghĩa đúng nhất phải là quái vật. Một đại quái vật thiên tài tuyệt thế vượt qua tất cả tưởng tượng của mọi người, siêu thoát mọi quy tắc phát triển bình thường. Tựa như khoa đến năm đó, cấp vũ trụ, cấp vực chủ, cấp giới chủ đều liên tục xông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn thành công. Hơn nữa tới cấp giới chủ đỉnh phong đã sánh ngang với bất hủ cấp phong vương, đồng thời có thể đánh chết cấp phong hầu. Đây là nhân vật quái vật. La Phong nói về thực lực tự nhiên thua xa khoa đế, nhưng chỉ luận về tốc độ tiến bộ thời gian mấy trăm năm thì chỉ có hơn chớ không kém khoa đế. Có khi nào hắn còn có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 12 không? Chẳng lẽ cảm ngộ quy luật dễ như uống nước đối với hắn? Sao có thể? Dù sao cũng phải có một cực hạn chứ. Bây giờ thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp vực chủ công ty vũ trụ giả định ta có 10 người cũ. Người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 11 mà hắn đã tu luyện mấy vạn năm rồi. Chẳng lẽ La Phong tu luyện mấy trăm năm đã bắt kịp các thiên tài tuyệt thế khác tu luyện mấy vạn năm? Việc này là không thể. Các thần linh bất hủ hoàn toàn nín thở. Trên hòn đảo vị diện Thông Thiên Kiều, một khoảng im lặng chết chóc, không ai mở lời nói chuyện, mỗi người đều nhìn như đóng đinh vào màn hình. Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 tới 9 diễn ra ở ngoài không gian. Còn tầng thứ 10 tới 12 lại diễn ra trong một hành tinh. Từ tâm, chạy lên tầng dung nham, một mạch kéo dài tới tầng ngoài. Mặt đất tầng ngoài. La Phong đứng ở cuối Thông Thiên Kiều tầng thứ 12, nhìn xuống mặt đất rộng lớn phía dưới. Cuối cùng vọt tới mặt đất. Chỉ thấy mặt đất phía dưới Thông Thiên Kiều khẽ lắc lư, đồng thời phát ra một thanh âm ầm ầm. Tuyển đối thủ của ngươi đi, vũ giả, trưởng khống giả, huyễn thuật sư. Lựa chọn ai, cứ đánh bại người đó là thông qua tầng thứ 12. Trưởng khống giả. La Phong nói. Mặt đất rung rinh, vô số hào quang màu vàng đất từ mặt đất chung quanh bay ra, nhanh chóng tụ tập giữa không trung. Một lát sau, đã hóa thành một cường giả đeo mặt nạ thần bí, mặc chiến y màu vàng. Hắn vác trường côn màu vàng sậm, cước đạp ám vân thoa, đang nhìn La Phong, thấp giọng nói. Cấp vực chủ mà có thể xông qua tầng thứ 11, ngươi vô cùng, xuất sắc. Bây giờ trong các thành viên cấp vực chủ công ty vũ trụ giả định không hề có một ai có thể vượt qua cửa này cả. Ta sẽ phá kỷ lục. La Phong mỉm cười. Rất tự tin. Hoàng Y Nhân lạnh lùng nói. Ta vẫn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 8 Kim Kiếm Trảm Hư Không, nhưng mạnh hơn tầng thứ 11 nhiều,
ngươi phải cẩn thận. Đến đây đi. La Phong mỉm cười. Phía sau La Phong, Hoàng Y Nhân đồng thời tóe ra ngàn vạn kim quang, mỗi đạo kim quang đều nhanh chóng hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc. Quanh thân thể hai người đều đồng thời hiện lên 108 tiểu kiếm kim sắc, chung quanh hai người xoay vòng 108 thanh tiểu kiếm kim sắc, đồng thời những tiểu kiếm kim sắc dẫn xuất ra nhiều sợi tơ kim sắc. Quy luật dao động cường đại xoay vòng chung quanh, quy luật không gian, quy luật kim, vô cùng hài hòa, nhanh chóng kết hợp với nhau. La Phong, Hoàng Y Nhân cơ hồ đồng thời quát khẽ. Những thanh tiểu kiếm kim sắc trong nháy mắt tập hợp lại, biến thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài ước 2 thước 8. Trước mặt hai người đều lơ lửng một thanh kiếm bản rộng kim sắc. Kim kiếm trước mặt La Phong khẽ rung động. Chấn phúc niệm lực bùng nổ. La Phong cảm giác được việc khống chế kim kiếm tương đối khó khăn, vội đem chấn phúc niệm lực tăng lên tới 1200. Nhất thời dễ dàng hơn rất nhiều, cũng giống như người bình thường nâng chiếc tạ lên phải cố hết sức. Nhưng khi sức mạnh đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, thì việc nâng tạ lên đương nhiên quá dễ dàng. La Phong chân đạp ám vân hoa, 1200 luồng niệm lực quán thâu vào thanh kim diễn thần binh kiếm, điều khiển chính xác cả những hoa văn quy luật phức tạp trên kim kiếm. Nhất thời gắn kết hai đại quy luật bản nguyên vũ trụ không gian, kim, rồi đứng từ xa nhìn Hoàng Y Nhân, quát khẽ. Trảm hư không. Kim kiếm chí dương chí cương kiên cố không phá vỡ nổi, không gian xung quanh đều méo xệch đi. Một thanh kim kiếm chẻ theo không gian vũ trụ thành một đường cong tinh diệu, tựa như dọc theo sóng không gian thành một khe hở chuẩn xác nhất. Hiện ra một vết nứt không gian nhỏ như một sợi tơ kim sắc, trên bầu trời lưu lại một vết kiếm mắt thường có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên đây là một sức mạnh có thể rạch thẳng vào không gian. Hoàng Y Nhân cũng chân đạp ám vân hoa, khống chế một thanh kim kiếm, cũng nhanh như thiểm điện. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va vào nhau giữa không trung, như hai kiếm thủ tuyệt thế lần lượt chiến đấu. La Phong và Hoàng Y Nhân đều đã khống chế thanh kim kiếm tới trình độ xuất thần nhập hóa. Kim kiếm ở giữa không trung lướt đi rất nhanh, chỉ còn hai luồng sợi tơ kim sắc mắt thường khó phân biệt. Hai sợi tơ kim sắc không ngừng kéo dài ra, rải rác khắp không trung. Lần lượt giao kích, thảm liệt phi thường. Cảnh này làm các thần linh bất hủ đang xem truyền hình trực tiếp qua màn hình hoàn toàn sững ra. Đây là biểu hiện khi diễn thần binh tầng thứ 8 kim kiếm chảm hư không đạt tới đại thành. Kim kiếm một khi xuất ra, căn bản không nhìn thấy kim kiếm nữa, chỉ có thể thấy một sợi tơ kim sắc. Sợi tơ này do việc cắt không gian tạo thành. La Phong, Hoàng Y Nhân đều có thực lực cấp vực chủ bậc 9, do đó chỉ lưu lại vết kiếm trong không gian. Nếu hai người họ là giới chủ, niệm lực sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần, việc sử dụng một chiêu kim kiếm chảm hư không tuyệt đối cắt không gian vũ trụ như cắt đậu phụ. Nhưng trong các giới chủ giữa, cũng chỉ có một số cực nhỏ giới chủ mới có thể có kỹ năng đó. Nhưng La Phong đang ở cấp vực chủ bậc 9 đã có kỹ năng này rồi. Ha ha, thật là dữ dằn, rất hoàn mỹ. Không tệ. Liên tục giao kích vài chục hiệp, La Phong tìm hiểu tất cả kỹ năng của đối thủ, rồi rốt cục cười ha ha, đồng thời chấn phúc niệm lực từ 1200 tăng mạnh lên tới 1600. Một sợi tơ kim sắc tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể Hoàng Y Nhân, nhanh tới độ kia Hoàng Y Nhân căn bản không kịp né tránh. Thân thể Hoàng Y Nhân trong nháy mắt đã và vỡ ra như đậu phụ, chia thành hàng trăm khối mảnh vỡ như nhau. Trong nháy mắt đã bị kiếm khí sắc bén ẩn chứa trong kim kiếm điên cuồng cắt thành khối thịt, mệnh hạch cũng bị đâm thủng. Tầng thứ 12. Thông qua. Tầng thứ 13. La Phong hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khát vọng và hơi chút điên cuồng. Vốn đã tới mặt cầu điểm cuối, lúc này hắn đi thẳng ra ngoài tinh cầu. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12 lần lượt là chiến đấu trong tinh hạch, trong tầng dung nham, mặt đất của một tinh cầu. Ba tầng sẽ là một cửa khẩu. Tầng thứ 13. Mặt cầu thông thiên kiều lại đi xuyên qua không gian, tới một hành tinh. Hiển nhiên chiến trường đã mượn hoàn cảnh một hành tinh. Hành tinh. La Phong nhìn vào mặt thông thiên kiều rất dài, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối cùng. Con đường đi thông đó là một hành tinh nóng bỏng. La Phong mỉm cười, nhanh chóng bay theo thông thiên kiều, bắt đầu xông lên tầng thứ 13. Trên hòn đảo trung ương không gian vị diện thông thiên kiều, 86 thần linh bất hủ đang xem trên màn hình La Phong, đồng dạng cũng thấy cảnh giao chiến với đối thủ vài chục hiệp, sau đó đánh chết đối thủ, cơ hồ mỗi người đều ngẩn ra. Tầng thứ 12, thông thiên kiều tầng thứ 12. La Phong vẫn tiếp tục chọn lựa trường khống giả vốn rất bất lợi. Hắn vẫn thành công, Lưu Ngọc Phương cảm thấy chấn động, nàng chấn động thật sự. Tốc độ tiến bộ của La Phong đã sắp đến trình độ không tưởng tượng nổi rồi, hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm vi giải thích của nàng. Khó, có khi nào? Lưu Ngọc Phương nhìn lên màn hình La Phong, tiếp tục lao lên tầng thứ 13, trong mắt không khỏi đầy vẻ kinh hãi. Hắn còn xông lên tầng thứ 13 sao? Lúc này, không chỉ riêng là Lưu Ngọc Phương, mà các thần linh bất hủ ở đây, kể cả sư phụ La Phong Chân Diễn Vương đều vô cùng khiếp sợ. Chân Diễn Vương cũng thầm nghĩ, La Phong bình thường cũng thỉnh giáo trước mặt ta.
Ta cảm giác hắn rất miễn cưỡng có thể vượt qua tầng thứ 12 đã là không tệ rồi. Nhưng xem ra, việc hắn vượt qua tầng thứ 12 cũng không phải là cố hết sức. Có khi nào hắn còn có thể xông qua tầng thứ 13? Không thể, không chắc lắm. Không thể. Sao có thể? Đám thần linh bất hủ trong lòng đều không dám tin việc La Phong lại tiếp tục vượt qua tầng thứ 13. Nhưng cũng không ai dám 100% nói như vậy. Vì lúc trước La Phong liên tục xông từ tầng thứ 8 tới tầng thứ 12, liên tục xông qua 5 tầng, lại cũng một loại tự tin rất tự nhiên, đều chiến đấu vài chục hiệp, sau đó một kích đánh chết. Loại chấn định tự tin này hoàn toàn ảnh hưởng tới họ, làm họ cũng không xác định được La Phong có thể xông qua tầng thứ 13 hay không. Nhưng về mặt lý trí thì mọi người cảm thấy là không thể được. Thông Thiên Kiều, cứ 3 tầng lại là một đại cửa khẩu. 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, 10, 12. Hiển nhiên tầng thứ 12 tới tầng 13 thuộc loại một cửa rất khó, vô cùng khó có thể đột phá. Mức khó khăn tăng lên cũng thật lớn. Lần này khi La Phong xông lên Thông Thiên Kiều, có rất nhiều thần linh bất hủ đều cho rằng La Phong đến cả tầng thứ 10 cũng không xông lên được. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua tầng 12 rồi. Phải biết rằng cấp, trong số 10 người cũ vực chủ thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Những người cũ ấy phần lớn đều đã tu luyện mấy vạn năm rồi. La Phong được bao lâu chứ? Quá biến thái. Vượt qua tầng thứ 12 thì thôi, chẳng lẽ La Phong còn muốn vượt cả một đại cửa khẩu nữa, vượt qua tầng 13 sao? Thông Thiên Kiều kéo dài lên tinh không, từ một hành tinh nối liền thẳng tới một hành tinh. La Phong nhanh chóng bay đến mặt hành tinh. Tuyển đối thủ của ngươi đi, vũ giả, trường khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai, đánh bại người đó là ngươi thông qua tầng thứ 13. Thanh âm trầm thấp ầm ầm từ giữa hành tinh vang vọng ra. Trường khống giả. La Phong nín thở nói. Tầng thứ 13, mình cũng không tin chắc lắm. Hiểu được 108 loại bản chất mới có kỹ năng sánh ngang với Thông Thiên Kiều tầng 12. Bây giờ mình vẻn vẹn chỉ hiểu được 102 loại bản chất không gian, kỳ thật về phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng là Thông Thiên Kiều tầng 11. Dựa vào trấn phúc niệm lực 1600 mới có thể giải quyết được đối thủ tầng thứ 12. Còn đối thủ tầng thứ 13, thực lực rất nghịch thiên. Mình còn có thể thắng sao? Liều thôi, liều đem hết toàn lực, xem thử thành quả 90 năm ta ở Hỗn Độn Thành. La Phong nhìn chằm chằm vào phía trước. Bề mặt hành tinh nóng rực, ngọn lửa đang thiêu đốt đột nhiên bắn mạnh ra một luồng lửa. Luồng lửa nóng rực lơ lửng giữa Thông Thiên Kiều, sau đó ngưng tụ, biến thành một nam tử đeo mặt nạ mặc chiến khải màu đỏ rực. Hắn có chiến khải màu đỏ rực, tóc màu đỏ rực, vác trường côn màu vàng sậm, chân đạp ám vân hoa. Đôi mắt kim sắc nhìn về phía La Phong. Cấp vực chủ lại có thể xông lên Thông Thiên Kiều tầng thứ 13, lâu lắm rồi không hề có ai cả. Người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong, thanh âm ầm ầm vang dội. Ta tới đây để phá kỷ lục. La Phong mỉm cười. Tầng thứ 13 khó hơn tầng 12 rất nhiều. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Người mặc chiến giáp ngọn lửa mỉm cười. Tin rằng ngươi cũng đoán được, ta sẽ sử dụng diễn thần binh lớp cuối cùng trong 9 tầng, bất hủ diệt khả địch. La Phong nheo mắt. Lại, người này lại thi triển chiêu mạnh nhất của diễn thần binh. Diễn thần binh, cũng được gọi là hồn thiên diễn, tên đầy đủ là cửu trọng hồn thiên diễn, thi triển chia làm 9 tầng. Từ tầng đầu tiên huyễn kiếm thức, rồi từng chiêu tăng lên. Tới tầng thứ 9 mạnh nhất là bất hủ diệt khả địch. Cho dù rất nhiều giới chủ đỉnh cao cũng rất khó luyện thành tầng thứ 9. E rằng khi vừa trở thành thần linh bất hủ, cũng còn chưa luyện thành. Bắt đầu đi. La Phong nín thở. Phải liều toàn lực rồi, là thắng hay bại, phải xem vào vận khí. Rất tốt, tựa hồ rất có ý chí chiến đấu. Người mặc chiến giáp ngọn lửa cười ha ha. Trường côn màu vàng sậm vác sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa đột nhiên vỡ toang ra. Vô số tiểu kiếm kim sắc toàn bộ bay tung ra. Vô số kim quang giữa không trung bắt đầu tổ hợp vừa kỳ dị mà có phần quỷ dị. Khác hẳn việc tổ hợp của 8 lớp diễn thần binh trước. Đây là tổ hợp uy lực mạnh nhất của cả diễn thần binh. Một thanh kim kiếm toàn thân màu vàng sậm, nhìn như rất bình thường, dài ước 3 thước lơ lửng giữa trời. Thanh kim kiếm lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, tựa như tùy thời biến mất trong hư không. Diễn thần binh tầng thứ 9, bất hủ diệt khả địch. Kỳ thật chiêu này sở dĩ có thể được gọi là bất hủ diệt khả địch, là vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển chiêu này cũng cho diễn thần binh trong nháy mắt xuyên qua hư không, giống như thuấn di, đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một điểm, tiến hành một chiêu ám sát trong nháy mắt. Binh khí xuyên qua hư không, lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên nhanh hơn việc thân thể thuấn di, do đó quy luật không gian đạt tới kỹ năng tầng thứ 13. Quy luật kim gần như đạt đến cực hạn, cũng rất miễn cưỡng thi triển được uy lực cơ bản của chiêu này. Cho dù uy lực cơ bản, chiêu này cũng vẫn xứng với cái tên bất hủ diệt khả địch. Vì cường giả giới chủ đỉnh cao khi thi triển chiêu này, lực công kích cường đại và kim kiếm xuyên qua hư không đột ngột công kích. Thần linh bất hủ bình thường cũng phải cẩn thận đề phòng, chứ không dám tùy ý gia tốc đuổi theo đối thủ. Giả thiết một lần sơ sót, gia tốc truy sát giới chủ,
đột nhiên lại xuất hiện một thanh kim kiếm ngay trước mắt. Cho dù thần linh bất hủ không chết, e rằng cũng phải trọng thương. Hơn nữa việc này khiến thần linh bất hủ không thể dùng tốc độ nhanh nhất truy sát giới chủ. Do đó, chiêu này cũng xứng với tên bất hủ diệt khả địch. Khi trường côn màu vàng sậm sau lưng người mặc chiến giáp ngọn lửa trong nháy mắt xé toang, hóa thành hình thái hoàn mỹ nhất của diễn thần binh, kim kiếm dài ba thước. Cùng lúc, La Phong cũng liều mạng. Trường côn màu vàng sậm phía sau La Phong cũng trong nháy mắt bắn ra vô số kim quang, hóa thành 108 thanh tiểu kiếm kim sắc, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kiếm bản rộng kim sắc dài 2.8 thước. Hiển nhiên hắn đang thi triển tầng thứ 8 kim kiếm chảm hư không. Dù sao bây giờ La Phong cũng chưa biết thi triển ra tầng thứ 9 như thế nào. Uy lực cực hạn tầng thứ 8 cũng có thể thắng tầng thứ 9. La Phong trong lòng gầm lên. Kim giác cự thú trong thể nội thế giới ngẩng đầu gầm lên, thi triển ra bí pháp thiên phú cường hóa. Chân phúc niệm lực trong nháy mắt từ 1.600 tăng lên tới trên 3.200 nhiều, đạt đến cực hạn. Ta khổ tu ở hỗn độn thành, khắc pho tượng thần thú 90 năm, đồng thời quan khán quy luật vận chuyển vũ trụ trên trời, xác minh với nhau. 90 năm qua cũng bằng với nguyên vũ trụ mấy trăm năm, khổ tu dài như vậy, cũng khống chế được một chút ý cảnh thần thú cực mạnh. Mặc dù ta không hiểu được ảo diệu của quy luật dung hợp, nhưng ít nhất sau khi khắc vô số lần, ta vẫn có thể thi triển được một chút ý cảnh thần thú. Đôi mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng. Giết! Niệm lực cực hạn, khống chế cực hạn. Kiếm bản rộng kim sắc dài 2.8 thước với một chút ý cảnh thần thú đáng sợ trong nháy mắt xé vụn không gian. Một thanh kim kiếm diễn thần binh hoàn mỹ dài 3.3 thước vô thanh vô tức ẩn hiện giữa không trung, hai thanh kiếm trong nháy mắt đã va chạm nhau giữa vũ trụ ngoài hành tinh. Hai mũi nhọn va chạm nhau. Hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va chạm nhau. Trong anh lua hành tinh, cả không gian vũ trụ hơi chấn động, rồi ầm ầm nứt toác, lộ ra một lỗ thủng màu đen mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều chỗ yếu của không gian vũ trụ vì vậy cũng vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ không gian tựa như một cơn lốc rít lên, hang động tối sầm vừa mới sinh ra, nhưng sau đó lập tức liền lại rất nhanh. Thanh kim kiếm rộng 2.8 thước giữa không trung chấn động tới mức bắn về phía sau mấy ngàn km. Sau đó lại lóe lên giữa không trung, chém ra một vết nứt, một lần nữa chém thẳng về phía diễn thần kim kiếm dài 3.3 thước. Diễn thần kim kiếm cũng chấn động phải bắn về phía sau trên vạn km, sau đó lóe lên, rồi lại một lần nữa bay tới. Ta nắm được ưu thế. La Phong thấy thế sáng mắt lên. Kỳ thật đối thủ có thể tuy thi triển ra diễn thần binh ở hình thái hoàn mỹ. Do 1.081 thanh tiểu kim kiếm toàn bộ tổ hợp hình thành diễn thần kim kiếm hoàn mỹ dài 3.3 thước, nhưng không phát huy được toàn bộ kỹ năng xuyên qua hư không. Nếu đối thủ là cấp giới chủ đỉnh phong, thì bằng vào lực thế giới của cấp giới chủ đỉnh phong, có thể khu động diễn thần kim kiếm một cách hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể làm cho diễn thần kim kiếm xuyên qua hư không, chốc chốc biến mất, chốc chốc xuất hiện, quỷ mị không lường được. Nhưng, đối thủ chỉ là cấp vực chủ bậc 9, do đó không thể làm diễn thần kim kiếm xuyên qua hư không một cách hoàn mỹ được. Đạo lý rất đơn giản. Sức mạnh cơ sở là rất trọng yếu. Nếu không có thể có một quái vật cấp hành tinh cũng có thể thi triển diễn thần binh tới tầng thứ 9, nhưng nhiều nhất chỉ làm cho diễn thần binh tổ hợp. Còn voi niệm lực khu động của cấp hành tinh thì tốc độ phi hành của diễn thần binh sẽ chậm tới đáng thương. Căn bản không bằng tốc độ di động của một giới chủ. Đương nhiên đối thủ thiệt thòi, La Phong cũng thiệt thòi. La Phong sử dụng thân thể trong mạng vũ trụ giả định là một tố chất thân thể hình thành thống nhất trong vũ trụ giả định. Tinh thần niệm lực cấp vực chủ bậc 9 mà so với cấp giới chủ đỉnh phong thì thực lực chênh lệch cả ngàn lần. Nếu La Phong đạt tới cấp giới chủ đỉnh phong, bằng vào ý cảnh thần thú đáng sợ mà khu động thanh kim kiếm rộng 2.8 mét, uy lực cũng sẽ lớn bất thường. Vũ trụ ngoài hành tinh, thanh kim kiếm rộng và diễn thần kim kiếm lần lượt giao kích chiến đấu. Diễn thần kim kiếm âm hiểm, lãnh lệ, giống như một tên thích khách ẩn nhẫn, lơ lửng không chừng, như ẩn như hiện, lóe lên rồi biến mất. Nhưng một khi nó nắm được cơ hội sẽ công kích rất mạnh. Thanh kim kiếm rộng lại vô cùng bá đạo, cũng như một bá vương chính thức, thấp thoáng có chút khí tức thần thú bá đạo ngang ngược, giống như điên cuồng lần lượt lóe ra chặt chém không gian. Đương nhiên nói về phương diện điều khiển binh khí niệm lực, nhìn như thô lỗ đơn giản, kỳ thực lại có một chút ý vị phản pháp quy chân. Hai thanh kim kiếm giao thủ, đó là sự tranh phong giữa thích khách và bá chủ. Mà rất rõ ràng, bá chủ đang chiếm thượng phong. Lúc này mới là kim kiếm chảm hư không chính thức. Ẩn chứa bá đạo tuyệt đối, ý chí tuyệt đối, chém vào không gian vũ trụ nát tan. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong việc nắm giữ chút ý cảnh thần thú. Thanh kim kiếm rộng mỗi lần lướt qua không trung đều lưu lại vết nứt không gian, mỗi một lần kim kiếm đánh vào đều sẽ khiến cho không gian nổ tung. Chiến. Rộng thanh kim kiếm rõ ràng chiếm cứ thượng phong, lần lượt áp chế đối thủ, làm cho diễn thần kim kiếm của đối thủ không ngừng lùi bước, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chết đi cho ta. La Phong sáng mắt lên, xác định có thể hạ thủ rồi. Thanh kim kiếm rộng như một sợi tơ kim sắc sắc bén, cắt vỡ không gian, đồng thời cũng đâm vào chiến giáp ngọn lửa của đối thủ. Diễn thần kim kiếm muốn cản trở. Nhưng thanh kim kiếm rộng chỉ là lóe lên đã lướt qua tránh xa, tiếp tục đâm vào người mặc chiến giáp ngọn lửa.
như một trò chơi lưỡng bại câu thương, ngươi đâm ta không quan tâm, ta chỉ cần đâm chết ngươi là được. Không. Người mặc chiến giáp ngọn lửa chân đạp ám vân thoa lùi phất lại, cũng điều khiển diễn thần kim kiếm đâm về phía La Phong xa xa. Thế nhưng, lúc trước khi lần lượt đối chiến, La Phong sớm đã áp chế diễn thần kim kiếm của đối thủ vào trong phạm vi rất nhỏ chung quanh người mặc chiến giáp ngọn lửa. Do đó thanh kim kiếm rộng trong nháy mắt đã đến người mặc chiến giáp ngọn lửa. Còn diễn thần kim kiếm lại cần một thời gian lâu hơn mới có thể bay đến gần La Phong. Thời gian cách nhau như vậy cũng quyết định thắng bại trận này. Thanh kim kiếm rộng rít lên, xuyên qua thân thể người mặc chiến giáp ngọn lửa, vô số kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho người mặc chiến giáp ngọn lửa vỡ tan tành, mệnh hạch vỡ vụn. Tầng thứ 13. Thông qua. Trên hòn đảo trung ương vị diện Thông Thiên Kiều, 86 thần linh bất hủ nhìn vào màn hình truyền hình trực tiếp. Khi cuối cùng La Phong rốt cục cũng đánh chết đối thủ, thành công vượt qua tầng thứ 13, tất cả các thần linh bất hủ ở đây, kể cả Chân Diễn Vương, ai cũng rúng động. Cấp vực chủ vượt qua tầng 13. Đã bao lâu rồi không xuất hiện? Lịch sử lâu dài cũng xuất hiện thiên tài tuyệt thế bực này, nhưng mỗi một người đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong lịch sử, đám những vực chủ thiên tài ấy có tới 99% có thời gian tu luyện lâu hơn La Phong nhiều. Dù sao ngắn ngủn trong mấy trăm năm đã tu luyện vượt qua tầng thứ 13, còn những người cũ tu luyện mấy vạn năm mới là tầng thứ 11. Việc này cả thiên tài tuyệt thế đứng đầu trong đám người cũ cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng không làm nổi. Tầng thứ 11 và tầng thứ 13 là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Đặc biệt từ tầng thứ 12 tới tầng thứ 13 là một cửa khẩu rất lớn, muốn đột phá vô cùng khó. Vừa mới mấy trăm năm thôi mà. Tên La Phong này lại vượt qua tầng thứ 13 rồi. Tầng thứ 8 tới tầng thứ 13 liên tục xông qua 6 tầng. Nhóm thần linh bất hủ này, kể cả giám thủ giả ba phân, ai nấy đều nín thở quan khán. Thậm chí còn không có ai mở lời nói chuyện. Họ hoàn toàn bị việc La Phong liên tục xông qua 6 tầng, lần lượt sáng tạo kỳ tích làm cho chấn động. Một chấn động tuyệt đối, biểu hiện của tên quái vật trước mắt làm họ căn bản nói không ra lời. La Phong đứng ở cuối tầng thứ 13 Thông Thiên Kiều, đồng thời Thông Thiên Kiều tiếp tục kéo vài vào trong hàng tinh. Ở tầng thứ 13, ta phải cố hết sức mới thắng được, ưu thế rất nhỏ, phòng trừng tầng thứ 14 cũng không có nhiều LA hy vọng gì. Mặc dù không nắm chắc, nhưng cũng phải thử xem. La Phong lập tức bay lên tầng thứ 14 Thông Thiên Kiều, không ngừng bay mãi, chẳng mấy chốc đã chui sâu vào giữa hàng tinh đầy lửa. Trong biển lửa mênh mông, hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Mặc dù vô cùng nóng, nhưng với tố chất thân thể của cấp vực chủ bậc 9 thì cũng không có gì đáng kể. Dù sao tốc độ phi hành của cấp vực chủ bậc 9 có thể trên vạn km mỗi giây. Đến cả cấp vũ trụ đã có thể chiến đấu trên bạch oải tinh, nên có thể tưởng tượng được cường độ thân thể của cấp vực chủ bậc 9. Ngọn lửa vô tận chung quanh. Đã tới cuối tầng thứ 14 Thông Thiên Kiều, La Phong đang đứng ở cuối Thông Thiên Kiều, vẫn như cũ, lựa chọn trưởng khống giả làm đối thủ. Lần này đối thủ cũng mặc chiến giáp ngọn lửa. Cấp vực chủ có thể vượt qua tầng thứ 13, tiền đồ ngươi quả là vô cùng tận. Đôi mắt kim sắc của người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong. Nếu ngươi chọn trưởng khống giả, từ tầng thứ 13 tới tầng thứ 15 đều sử dụng diễn thần binh tầng thứ 9. Cũng cùng một chiêu, nhưng uy lực lại chênh lệch rất lớn. Nếu ngươi lúc trước không giữ lại thực lực, vậy ngươi không còn khả năng thắng lợi đâu. La Phong mỉm cười nghe. Bất hủ diệt khả địch là chiêu mạnh nhất, hoàn mỹ nhất của diễn thần binh. Như chiêu thế giới kiếm, từ tầng 7 tầng tới thứ 9 tầng đều sử dụng chiêu này. Còn bất hủ diệt khả địch được sử dụng từ tầng thứ 13, 15. Song phương đồng thời thi triển diễn thần binh. Trong nháy mắt đã giao thủ. Thanh diễn thần kim kiếm đầu tiên là hơi rung động lướt qua thanh kim kiếm rộng của La Phong, nhanh như thiểm điện, quỷ mị lơ lửng, rồi trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể La Phong, xé vụn La Phong. Một chiêu, rung động, đâm mạnh. Không cho La Phong có cơ hội vùng vẫy, trực tiếp bại vong. Quả nhiên như những gì ta xem trong thiên cơ sở của diễn thần tam thập lục trọng. Chưa bất hủ diệt khả địch này cũng chỉ có uy lực chừng đó thôi. Trong lòng La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức tiêu tán, bị đá ra khỏi vị diện Thông Thiên Kiều. La Phong bại. Lần này xông lên Thông Thiên Kiều chính thức chấm dứt, La Phong dừng lại ở tầng thứ 14. Các thần linh bất hủ ở trên hòn đảo trung ương vị diện Thông Thiên Kiều, cùng với giám thủ giả ba phân, thấy trên màn hình La Phong rốt cục cũng thất bại ở tầng thứ 14. Họ lúc trước luôn nín thở không nói lời nào, vô cùng khẩn trương hồi hộp, bây giờ rốt cục thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thua. Hắn cũng thua. Rất nhiều thần linh bất hủ đều cười phá lên, thậm chí còn tụ tập thảo luận. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đám thần linh bất hủ nảy lên một chấn động vô tận. Họ đã bị biểu hiện của tên quái vật La Phong áp chế. Cũng không trách các thần linh bất hủ, chủ yếu là La Phong lần này thật sự biểu hiện quá đáng sợ. Cả Thông Thiên Kiều tổng cộng có bao nhiêu tầng chứ? Đạt tới lầu 18 sẽ là cấp độ phong vương rồi. Đạt tới lầu 15 là cấp độ phong hầu. Đạt tới tầng 10 là thần linh bất hủ cấp độ bình thường nhất.
Đương nhiên VVE mức cảm ngộ quy luật cũng không có nghĩa là giới chủ sẽ kém hơn bất hủ. Rất nhiều giới chủ vừa trở thành bất hủ đã trực tiếp được phong hầu, thậm chí phong vương. La Phong một hơi vượt qua 6 tầng, nếu là một giới chủ tu luyện vài chục vạn năm mà vượt qua tầng 13 thì căn bản không tính là chấn động. Nhưng một vực chủ tu luyện mấy trăm năm mà một hơi xông tới tầng 13, việc đó quả thực vượt qua bất kỳ tính toán logic nào. Chân Diễn Vương, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, có một đệ tử tốt như vậy. Chúc mừng. Đám thần linh bất hủ đều cười. Chân Diễn Vương cũng vui vẻ vô cùng, trong lòng thì thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự giấu kỹ thật. Phòng trưng hắn nhất định đã có một kỳ ngộ đặc thù nào đó. Bình thường khi thỉnh giáo ta, đó là những gì hắn cảm ngộ quy luật thật sự. Còn vừa rồi khi xông lên Thông Thiên Kiều, hắn đã thi triển một vài bí pháp gia tăng thực lực đặc thù. Rõ là biến thái, ngắn ngủn mấy trăm năm đã vượt qua tầng thứ 13. Năm đó khi hắn vừa tới Hỗn Độn Thành, đến cả tầng thứ nhất hắn cũng thất bại. Lung Ngọc. Chân Diễn Vương nhìn về phía Lung Ngọc Vương. Ngươi phải cẩn thận đó, chắc chắn có rất nhiều vũ trụ tôn giả coi trọng đồ nhi ta. Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn Chân Diễn Vương. Hư không tiêu thất. Hiển nhiên đã chạy tới bẩm báo cho Cửu Kiếm Tôn giả rồi. Nàng cũng hiểu rõ, biểu hiện của quái vật La Phong này hoàn toàn có thể chấn động những siêu tồn tại ấy. Ngay sau đó, nhiều thần linh bất hủ khác lập tức nhanh chóng ly khai, từng người đều về bẩm báo. Còn Chân Diễn Vương lúc này lại vui vẻ cười lớn, sau đó cũng ly khai. Trên hòn đảo chỉ còn lại có giám thủ giả Ba Phân. Giám thủ giả Ba Phân hít sâu một hơi. Biểu hiện của tên La Phong này thật sự là quá, quá. Giám thủ giả Ba Phân lặng lẽ bắt đầu phát tin nhắn theo nhóm. Loại nhân vật tuyệt thế e rằng cả ngàn vạn kỷ nguyên mới có này, hắn đương nhiên không dám không báo cáo. Ngươi nói cái gì? Cửu Kiếm Tôn giả ngồi trên vương tọa ở đại điện, lúc này cũng đứng bật dậy, nhìn xuống Lung Ngọc Vương phía dưới. La Phong liên tục xông qua 6 tầng, đã thành công vượt qua tầng 13. Lung Ngọc Vương cung kính. Bẩm Tôn giả, tuyệt vô hư ngôn, La Phong thật sự đã liên tục vượt tới tầng thứ 13. Theo ta biết người mạnh nhất trong đám người cũ cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng mới vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Tôn giả có thể xem. Mấy trăm năm, còn mạnh gấp trăm lần đám thiên tài tuyệt thế vực chủ khác tu luyện mấy vạn năm. Chẳng lẽ hắn là nhân vật tuyệt thế cỡ khoa đế? Nhóm thần linh bất hủ và giám thủ giả Ba Phân đều báo cáo cho cấp trên. Tin tức xông lên Thông Thiên Kiều lần này trong nháy mắt truyền tới cơ hồ tất cả mọi lãnh đạo công ty vũ trụ giả định. Đến đây thì cũng khép lại tập 220 Thôn Phệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.